Hello mọi người, xin lỗi, lâu lắm hình như không tích cực cập nhật video bởi vì dạo này sức khỏe của Mận Linh không được tốt lắm. Nếu mà tí nữa trong quá trình ghi hình mọi người thấy Mận Linh ho thì thông cảm nhé. Hôm nay Mận Linh muốn trao đổi với các bạn về một bộ phim truyền hình. Từ khi chào đời vào thập niên 80 thế kỷ trước ấy, thì phim truyền hình Trung Quốc Tây Du Ký thịnh hành khắp mọi miền đất nước Trung Quốc, thậm chí lừng danh cả ở nước ngoài. Theo mình được biết, khán giả Việt Nam cũng rất thích xem bộ phim này phải không? Kể từ khi phát sóng lần đầu trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc năm 1986, phim Tây Du Ký đã phát sóng hơn 3.000 lần trên các đài truyền hình Trung Quốc và nước ngoài, hầu như mỗi năm đều phát lại gần 100 lần. Không những ở Trung Quốc mà nhìn ra toàn cầu thì bộ phim này cũng là kỳ tích độc nhất vô nhị. Vậy, vì sao Tây Du Ký được hoan nghênh và xem mãi không chán? Chúng ta cùng phân tích thử xem nhé. Theo mình, nguyên nhân đầu tiên là kịch bản đẳng cấp. Tây Du Ký vốn là tác phẩm của Ngô Thừa Ân, nhà văn thời nhà Minh Trung Quốc, là một trong bốn bộ tiểu thuyết nổi tiếng Trung Quốc. Tây Du Ký có thể nói là danh bất hư truyền, là kịch bản đẳng cấp không thể tranh cãi. Theo thống kê không đầy đủ, hiện có tới 13 phiên bản phim truyền hình Tây Du Ký. Hơn nữa, không chỉ Trung Quốc mà các nước Nhật Bản, Mỹ, Úc đều quay phim Tây Du Ký. Nhật Bản thậm chí quay không chỉ một lần. Cuốn tiểu thuyết Tây Du Ký có tình tiết phức tạp, câu chuyện hấp dẫn, rất nhiều nhân vật và hình ảnh yêu quái sống động. Câu chuyện yêu ma quỷ quái ly kỳ rất thích hợp cho cải biến thành phim truyền hình. Nhân tố thứ hai là ekip làm phim siêu hùng hậu. Phim truyền hình Tây Du Ký do Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc sản xuất, khởi quay từ ngày 3 tháng 7 năm 1982 và mãi đến năm 1988, tổng cộng đã quay 25 tập, kéo dài tới 6 năm. 6 năm sản xuất một bộ phim truyền hình, tin rằng đây là điều mà thời đại theo đuổi hiệu quả lợi ích bây giờ khó làm được. Hoặc nói là không phải không làm được mà là không muốn làm. Kinh phí sản xuất Tây Du Ký có hạn nhưng đạo diễn bà Dương Khiết vẫn dẫn đầu đoàn làm phim đi khắp danh lam thắng cảnh ở 26 tỉnh trong nước. Lúc quay phim, các diễn viên chính nhiều lần gặp nguy hiểm và theo Mận Linh được biết thì đạo diễn Dương Khiết có lần suýt nữa ngã xuống vực sâu, thầy trò Đường Tăng cũng suýt nữa bị trượt và ngã khi quay cảnh đi qua thác nước. Kể cả Bạch Long Mã cũng từng nhiều lần bị ngã xuống kinh mương. Không biết mọi người phát hiện chưa, trong phim truyền hình Tây Du Ký phiên bản năm 1986, mỗi diễn viên thường đóng nhiều vai. Chính người vào vai Sa Tăng, diễn viên Diêm Khoải Lễ, một người đóng 9 vai. Ngoài ra, diễn viên trong vai Tô Ngộ Không và Chu Bát Giới đều từng đóng nhiều vai. Một người đóng nhiều vai cũng có trường hợp một vai do nhiều người đóng, chính vai Đường Tăng là lần lượt do 3 diễn viên đóng. Thực ra đó đều là do đầu tư lúc đó có hạn, cộng thêm chu kỳ quay phim dài, địa điểm quay phim nhiều và cách rất xa. Đoàn làm phim năm đó không phân biệt vai chính và vai phụ, mọi người đều như nhau. Kết thúc lịch quay thì diễn viên cũng cần dọn dẹp thiết bị cùng ekip làm phim. Nếu không có ekip làm phim do đạo diễn Dương Khiết đứng đầu, với tinh thần kiên trì, bền bỉ, chịu khó thì sẽ không có phim Tây Du Ký tuyệt vời hôm nay. Khi thưởng thức Tây Du Ký xuất sắc, chúng ta cần cảm ơn sự đóng góp và công sức của toàn thể diễn viên và thành viên trong đoàn làm phim Tây Du Ký. Ba là trình độ sản xuất hạng nhất. Điều chắc chắn khiến bạn bất ngờ là bộ phim truyền hình Tây Du Ký phiên bản năm 1986 chỉ thực hiện bằng một máy quay và một quay phim. Cho dù trong điều kiện cơ sở thiết bị thiếu thốn như vậy, đoàn làm phim lúc đó đã hội tụ tinh hoa cả nước Trung Quốc. Tinh thần hiến thân cho nghệ thuật đã giỏi, còn muốn giỏi hơn nữa được thể hiện hết sức sâu sắc trong đoàn làm phim Tây Du Ký. Ví dụ, Lục Tiểu Linh Đồng diễn vai Tôn Ngộ Không sinh ra trong gia đình nghệ sĩ khí khúc. Cha Lục Linh Đồng là nghệ sĩ nổi tiếng về vai Tôn Ngộ Không trong Thiệu Kịch. Anh trai Tiểu Lục Linh Đồng từng được Thủ tướng Chu Ân Lai tiếp và biểu diễn cho Quốc vương Campuchia. Điều bất hạnh là anh trai mất sớm do lâm bệnh. Đây cũng là nỗi đau lớn nhất đối với Lục Tiểu Linh Đồng. Bởi vậy, ông quyết tâm kế thừa ước nguyện của anh trai, làm rạng rỡ truyền thống hậu kịch của gia tộc. Trong phim truyền hình Tây Du Ký, để có được hỏa nhãn kim tinh, ông kiên trì nhìn mặt trời mọc vào sáng hàng ngày, 20 phút không nháy mắt, mãi đến khi nước mắt tuôn trào. Ngoài ra, ông còn hay xem người khác đánh bóng bàn, tập luyện nhãn cầu, dõi theo quả bóng để có được đôi mắt lanh lợi. Hơn nữa, nhằm theo đuổi đến cùng sự chân thực, toàn bộ cảnh quay trong phim Tây Du Ký đều là thực cảnh, quay tại hầu hết danh lam thắng cảnh ở khắp nơi Trung Quốc. Phim Tây Du Ký thậm chí có thể xem như một bộ phim du ngoạn Trung Quốc. Còn về hiệu ứng đặc biệt, có lẽ chúng ta hiện nay xem lại thì thấy có chút lỗi thời, nhưng phải biết rằng vào những năm 80 thế kỷ trước ấy, kỹ thuật sản xuất phim hoạt hình và hiệu ứng đặc biệt có thể nói khó như lên trời. Tuy nhiên, dưới sự nỗ lực chung của đoàn làm phim, các pha hoạt hình và hiệu ứng đặc biệt khiến mọi người rất ấn tượng. Đặt trong điều kiện hoàn cảnh lúc đó, đây là điều đổi mới sáng tạo chưa từng có.
Điều đáng quý hơn là âm nhạc lồng tiếng phối hợp tuyệt vời với hình ảnh và nhân vật, tạo hình nhân vật trong phim cũng rất đặc sắc. Đạo cụ cầu kỳ, hình ảnh đẹp là tác phẩm phim xuất sắc hạng nhất. Thiên sinh Tang San Zhang, tham kiến Nữ hoàng bệ hạ. Bệ hạ. Bốn là lực fan hâm mộ khổng lồ. Từ khi chào đời, bộ tiểu thuyết Tây Du Ký đã nhận được sự yêu mến từ hết thế hệ độc giả này đến hết thế hệ độc giả khác, đặc biệt rất được các bạn nhí hoan nghênh. Nói đến nhân vật trong Tây Du Ký, mọi người đều thuộc lẩu như cháo chảy. Do Tây Du Ký có cơ sở quần chúng vững chắc, số fan hâm mộ là con số rất lớn, chính vì vậy cũng tạo cơ sở cho việc phát đi phát lại bộ phim. Thực ra không những Tây Du Ký, bốn tác phẩm nổi tiếng của Trung Quốc cũng được cải biên thành phim truyền hình, gây tiếng vang lớn ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Đạo diễn Dương Khiết từng nói, họ quay phim Tây Du Ký là quay bằng tính mạng, sáng tạo bằng tâm huyết, trong đó có nụ cười cũng có nước mắt. Trong tình hình hai bàn tay trắng đã liều mạng làm ra được một tác phẩm nổi tiếng liên tiếp trong hơn 30 năm. Cái mà họ theo đuổi là nghệ thuật, không phải tiền bạc, không phải danh tiếng, càng không phải lợi ích. Ngược lại, điều kiện vật chất hiện nay đã tốt lên, xuất hiện rất nhiều idol, nhưng trong đó lại trộn lẫn nhiều nhân tố về vốn, thiếu đi phần đam mê về nghệ thuật. Cái mà Tây Du Ký để lại cho chúng ta là tinh thần, tài sản quý báu nhất. Quan điểm của bạn là như thế nào? Chia sẻ với mình Linh nhé! Bye bye!